Mời toàn thể đạo tràng cùng chúng tôi chắp tay niệm danh hiệu Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô sao. Tức là đoạn trước chúng ta đã học đến Phật đã nói về cái sắc tướng của mình là che chắn cả khắp các người, cõi người, cõi trời. Hào quang Đức Phật vô lượng, ức trời cũng không thể so sánh được. Thì Đức Phật dạy tiếp là ngươi hãy xem các vị Đại Bồ Tát sắc diện, nhiệm màu, trang nghiêm, thanh tịnh, tất cả tướng ấy đều do tu nghiệp thiện mà được phước đức như thế. Lại nữa, các hàng trời rồng, bát bộ, vân vân có oai thế mạnh mẽ, to lớn cũng do nhân tu nghiệp lành mà được phước báo như thế. Nay các chúng sanh ở biển cả, hình sắc thô xấu, lớn nhỏ đều do các thứ tưởng niệm của tự tâm gây ra những nghiệp bất thiện nơi thân ngữ ý, và tùy theo chỗ tạo nghiệp mà thọ quả báo. Ở đây chúng ta thấy Đức Phật so sánh giữa cái người tạo thiện nghiệp và ác nghiệp, mà cái người tạo cực thiện, tức là đạt đến đỉnh cao của cái điều thiện rồi và đạt được đỉnh cao của tâm linh như Đức Phật, thì hào quang của Đức Phật của trăm ngàn cõi trời cũng không thể so sánh được. Những điều này hôm rồi chúng ta đã giảng rồi. Đến phần cái người thấp hơn Đức Phật, tức là cái hàng Đại Bồ Tát. Thì quý vị thấy Đức Phật ở đây cũng nói các vị Bồ Tát thân tướng thanh tịnh, mà cái tướng thanh tịnh đó là do các đức, phước đức, tu tập điều thiện mà được. Thì chúng ta thấy những người có mặt trên cuộc đời này mà có cái phước tướng trang nghiêm thì chúng ta đều có thể hiểu là do nhiều đời người đó đã từng tu thiện nghiệp. Do tu thiện nghiệp mà cái tướng họ trang nghiêm đẹp đẽ và cái phước đức tràn đầy. Ở đây Đức Phật ví dụ như cái người thấp hơn Ngài thì là các vị Bồ Tát, rồi thấp hai ngày hơn Ngài nữa là các vị Thiên Long Bát Bộ. Do vậy mà chúng ta được gặp những người có phước tướng đẹp đẽ thì chúng ta biết rằng người này cũng nhiều đời đã từng tu thiện nghiệp. Nhưng mà chúng ta có lần bàn về cái diện mạo, cái sắc đẹp của cõi người của mình. Thì ở đây Đức Phật đã nói thứ nhất là người này đã từng tu thiện nghiệp mà được. Nhưng chúng ta cũng đã từng học kinh Nhân Quả, chúng ta thấy là Đức Phật nói người nào mà hay đi chùa rồi lấy bông cúng Phật, cúng Phật được bông nhiều thì qua đời sau chúng ta sẽ có được cái sắc đẹp, có sắc đẹp. Cho nên nhiều người biết được điều này, đi chùa hay mua bông cúng Phật để đời sau chúng ta được đẹp. Nhưng mà cái đẹp đó hồi trước chúng ta đã có một lần nói rồi đó. Nếu chúng ta muốn có cái sắc diện ở bên ngoài, tức là chúng ta có được cái sắc đẹp ở bên ngoài, thì cái việc mua bông cúng Phật chúng ta sẽ có được cái nhân quả đó chứ không phải là sai. Nhưng mà ở những bản kinh khác thì Đức Phật lại dạy người nào mà tu tập tốt, thường ít sân hận, thì người đó sanh ra đời sau sẽ có được cái diện mạo đẹp đẽ nữa.
Thì đó là cái sắc đẹp nó xuất phát từ nội tại. Do vậy chúng ta thấy ở cõi đời này có những người đẹp á, mà xuất phát từ đức hạnh, thì người đời nhìn cảm mến và có thêm cái gì nữa để phục, phải không? Còn những người có sắc đẹp bề ngoài thì khiến cho những cái người bên ngoài họ chiêm ngưỡng nhưng mà họ không nể phục, và họ còn có những cái ý không tốt với chính mình. Do chúng ta muốn có sắc đẹp bề ngoài để cho mọi người chiêm ngưỡng chúng ta, chứ không phải là do chúng ta tu tập để trang nghiêm cái trướng tốt của mình, để chúng ta có đức hạnh. Do vậy mà chúng ta thấy có rất là nhiều người đẹp lại bị gì? Bị nạn, phải không? Lại rất là nhiều người muốn gần gũi, rất là nhiều người muốn chiếm đoạt. Nhưng có những người có sắc đẹp, người ta đến gần người ta chỉ biết nể phục chứ không bao giờ có ý xấu với mình. Đó là hai dạng. Và ở đây Đức Phật lại nói thêm một tướng nữa là do tu thiện nghiệp mà được. Thì phước đức trí huệ hết sức là trang nghiêm, khiến người đời nhìn vào chiêm ngưỡng và trọng nể mà hoàn toàn không có bất kỳ một cái ý xấu nào. Điều này để chúng ta thấy rằng cái đẹp nó xuất phát từ nội tại, từ sự tu tập, thì cái đẹp đó để cho người ta quý trọng. Còn cái đẹp mà tô vẽ bên ngoài thì cái đẹp đó là cái mà muốn cho người ta dùng xài, cái để cho tầng gian chiêm ngưỡng, nhưng mà rồi họ không có trọng nể giống như sắc đẹp của đức hạnh. Vì vậy mà khi ra đời chúng ta thấy có những cái vị đã từng tu tập nhân quả thiện nghiệp nhiều đời, thì ra đời này chúng ta thấy có rất là nhiều cái sắc diện mà khiến chúng ta chiêm ngưỡng không chán, mà lòng chúng ta vẫn kính nể quý trọng đường hoàng. Ở đây từ các bậc Bồ Tát cũng như những người trong cõi phàm chúng ta, có những dạng mà các vị ra đời á, do tướng mạo trang nghiêm đẹp đẽ do cái thiện nghiệp rồi, nhưng ngược lại chúng ta cũng có gặp một số các vị Bồ Tát nghịch hạnh á. Đã nói là nghịch hạnh rồi thì chúng ta thấy là đi ngược lại tất cả những cái của trần gian mình. Có khi họ xuất hiện giữa cuộc đời này với một con người thân tướng không có ra gì hết, rồi lết la ngoài đường xin ăn từng miếng. Nhưng mà kỳ lạ là chúng ta đi chỗ này chúng ta gặp họ, đi chỗ kia chúng ta cũng gặp, đi chỗ nào chúng ta cũng gặp người đó mà không biết họ đi bằng phương tiện gì với mình. Nhiều khi mình đi xa hơi tới một đoạn rất là dài mình gặp ở đây, nhưng mình quay ngược lại đường kia mình cũng gặp họ nữa. Đó là những người không phải bình thường. Hoặc là có những người họ suốt đời chỉ ra đời chỉ nói một vài câu cho chúng ta nghe chơi thôi, rồi thôi họ không làm gì hết. Họ sống một cái đời sống rất là bình dân, bình thường, khiến cho mình, cái người phàm mình nhận ra không được. Nhưng mà nếu một người có đạo hạnh thật sự, chúng ta có cái duyên lành được gần gũi, thì chúng ta sẽ được học đạo lý rất là nhiều. Thành ra khi mà chúng ta học cái thuận, chúng ta phải thấy được cái nghịch. Các vị Bồ Tát thì các vị gần như hoàn toàn không chấp vào cái tướng dạng nào khi ra đời này. Cho nên có những vị thuận hạnh thì các vị đó ra đời tùy theo cái thiện nghiệp của mình mà ra một cái tướng hết sức là tốt đẹp trang nghiêm. Nhưng các vị đại Bồ Tát của mình ra đời các vị không có thích đi theo cái chiều thuận, mà các vị thích đi theo chiều nghịch. Thì có những cái dạng người đó chúng ta cũng phải xéo nhận ra. Chứ nếu mà chúng ta học đạo, chúng ta nghĩ rằng người nào mà đức tướng trang nghiêm, đạo hạnh đường hoàng thì chúng ta mới trọng nể, còn người nào mà thiếu đức tướng trang nghiêm, đạo hạnh không có tốt, chúng ta coi thường, thì không khéo chúng ta sẽ coi thường những vị Bồ Tát nghịch hạnh, thì là chúng ta mất đi cái phước của mình. Cho nên ở đây chúng ta học theo một cái chiều thuận, tức là do Đức Phật dạy đến cái thiện nghiệp. Vì vậy mà tất cả những người tu thiện, chúng ta thấy rõ ràng là những người học Phật chúng ta cũng vậy nè. Lúc đầu chúng ta đi chùa thì cái diện mạo chúng ta không có tốt đẹp trang nghiêm lắm. Nhưng chúng ta đi chùa có tu tập rồi một thời gian, rồi chúng ta làm rất là nhiều điều thiện, chúng ta lễ Phật tụng kinh thường xuyên, tọa thiền nhập định thường xuyên, thì một thời gian cái tướng mạo chúng ta đã bắt đầu thay đổi. Thậm chí có những người gần như là tu thay đổi hẳn cái diện mạo của mình. Có người thì thay đổi chút chút, nhưng mà phần đông tất cả những cái tướng mạo được thay đổi, nó kéo theo cái, nó đi cùng với cái nghiệp thiện hoặc nghiệp ác của chính mình.
Có những người làm một vài chuyện thất đức thì qua một vài ngày sau mặt xám xì liền, phải không? Nhưng mà có những người làm cái việc phước thiện cứu giúp được nhiều người thì trong một thời gian ngắn mặt người đó nó đã thay đổi, cái diện mạo đã tốt lên liền. Do vậy mà chúng ta cũng có thể đoán được từng giai đoạn của cuộc sống của mình. Nếu mà chúng ta đang sống tốt, chúng ta đang sống đúng với đạo lý, chúng ta đang tu, ta nhìn chúng ta thấy cái diện mạo chúng ta nó sẽ có một cái sắc diện nào đó tốt hơn, đẹp hơn nhiều. Nhưng mà trong giai đoạn chúng ta đang tu tập tốt vì một duyên cảnh nào đó để mình làm một vài chuyện không hay trong đời này, thì trong một đêm tới sáng thôi lại diện mạo chúng ta gần như nó bị sụp đổ. Cho nên chúng ta thấy là cái việc tu á, chúng ta giống như cá một loại ngược dòng thác, chỉ cần mình ngừng bơi là nó đạp mình tới xuống dưới đáy vực liền. Vì vậy mà tất cả chúng ta khi bắt đầu tu tập là cái thiện nghiệp là cái trước tiên để chúng ta có thể làm, bằng cái nghĩ thiện, bằng cái nói thiện, bằng cái làm thiện thì phần sau Đức Phật sẽ chỉ cho chúng ta. Nhưng ở đây Đức Phật nói lên cái kết quả của cái việc tu nghiệp thiện của mình. Tất cả những người tu nghiệp thiện đều được cái sắc tướng trang nghiêm, cái đạo hạnh đều được tươi nhuận, đó là điều mà để chúng ta phải thấy. Và ở đây Đức Phật lại nói là cái hàng trời rồng, thì lúc này chúng ta không có tưởng tượng cái hàng trời rồng như thế nào, nhưng mà ở đây Đức Phật, trong cái thời Đức Phật thuyết pháp thì có đầy đủ từ cái hàng Bồ Tát cho tới Thiên Long Bát Bộ, nhưng mà mình thì với mắt mình không thấy. Tất cả những cái đạo tràng tu tập tốt đều có xuất hiện những hàng trời rồng dạ xoa, Thiên Long Bát Bộ đàng hoàng. Tất cả những cái thời pháp Đức Phật ngày xưa đều như thế. Cho nên Đức Phật mới nói với Long Vương là: này Long Vương, các hàng trời rồng Bát Bộ vân vân có quay thế mạnh mẽ to lớn cũng do nhân tu nghiệp lành mà được phước đức, phước báo như thế. Thì ở đây là cái hàng trời, tức là lúc Đức Phật thuyết pháp ở Long Cung thì các vị cõi trời cũng có đến để tham dự, rồi các vị rồng cũng có mặt và Bát Bộ hộ thần cũng có mặt ở đó. Thật ra ngày xưa chúng ta thấy là một thời thuyết pháp của Đức Phật đều có đủ tất cả chúng sanh muôn loài khắp mười phương pháp giới quy tụ về để nghe, chứ không phải là Đức Phật thuyết ở pháp hội đó là chỉ có những người pháp hội đó nghe không. Và ngay trong thời chúng ta cũng vậy, thời chúng ta cũng vậy. Nếu thực sự là những người mà có đức hạnh đàng hoàng, những người có tu tập, có công phu, cái đẳng cấp tâm linh họ được thăng tiến ở một cái cấp độ cao, thì tất cả những thời thuyết pháp vị đó đều có Long Thiên hộ pháp phò trì hết, đều có chư thiên, chư đại Bồ Tát chứng, chư Phật chứng minh, chư đại Bồ Tát chứng minh, rồi có sự hộ trì của Long Thiên hộ pháp. Nhưng mắt phàm chúng ta không thấy được, chúng ta nghĩ một vị đó chỉ ngồi đó thuyết giảng chỉ cho chúng hội đó nghe, không phải đâu, có đầy đủ, có đầy đủ hết. Rồi mắt mình thì mình không có thấy nổi những điều này. Cho nên nếu mà chúng ta tu tập thì trong lúc thuyết giảng, trong lúc mà chúng ta ngồi trong đạo tràng, tức là tuyên trùng tuyên giáo pháp của Đức Phật, thì có những vị đã hộ vệ cái dòng pháp Đức Phật xuất hiện để gìn giữ dòng pháp đó. Do đó mà dù có trải qua rất là nhiều ngàn năm trong lịch sử, những biến thiên lịch sử, nhưng mà giáo pháp Đức Phật Thích Ca vẫn còn, thì có cái sự hộ trì nào đó, chứ không đơn giản là còn tồn tại tới giờ này mà mình đã học. Và cái dòng pháp nó xuất hiện ở nơi đâu thì Long Thiên hộ pháp sẽ có mặt ở nơi đó. Và cái điều thứ hai nữa chúng ta thấy là cái người mà ở trong đời á, có ở đây Đức Phật dùng từ là có oai thế mạnh mẽ, thì điều này chúng ta cũng có thể nhìn ngắm lại trong cái cõi đời này của chúng ta. Thì khi mà cái phước báo chúng ta còn kém á, thì sao? Bạn bè chúng ta ít, phải không? Cái uy thế chúng ta không có nhiều, chúng ta muốn làm chuyện gì thì chỉ một mình làm thôi, đúng không? Nhưng mà khi cái phước báo chúng ta nó lớn lên chút, phước báo chúng ta lớn lên chút thì cái uy thế chúng ta nó nhiều một chút, thì cái người xung quanh, người hộ vệ chúng ta sao cũng đông chút, cái người quen thân chúng ta nhiều chút, cái việc làm chúng ta làm lớn chuyện thì sẽ có rất là nhiều người ủng hộ mình. Còn nếu mà chúng ta cái phước báo kém, chúng ta muốn tổ chức, muốn làm một điều gì, muốn có người tới tham dự lại không có nhiều. Thì bất kỳ một cái tổ chức nào đều nói lên cái phước đức của cái người trong cái tổ chức đó. Ví dụ như chúng ta muốn tổ chức một buổi lễ, mình cũng muốn rất là nhiều người tới, nhưng thật sự tổ chức buổi lễ chỉ có vài chục người tới tham dự thôi, thì điều đó để đoán biết rằng cái uy đức của cái vị trưởng ban tổ chức đó nó còn kém,
cũng đủ để có thể chiêu mộ được nhiều người đến với mình. Cho nên là bất kỳ một cái người nào tu phước thiện mà thành tựu thì cái uy thế người đó lần lần lớn thêm. Khi cái uy thế người đó lần lần lớn thêm thì nó sức ảnh hưởng người đó nó rộng khắp, nhiều người biết tới, nhiều người quy thuận và nhiều người hợp tác. Còn nếu như mà người ta tu tập mà cái phước đức, cái uy đức chưa có thì muốn có một người tới với mình cũng đã khó rồi, phải không? Chúng ta thử nghĩ mình nhìn lại trong cái đời sống của mình, có đôi khi mình muốn làm việc này, mình muốn làm việc kia, muốn có người cộng tác, nhưng thật sự không có ai muốn cộng tác với mình. Thì biết rằng lúc đó là cái uy đức chúng ta chưa có, cái phước đức chúng ta chưa có. Đó, cho nên là ở đây Đức Phật muốn nói tới cái hàng trời, hàng rồng, cái uy đức họ mạnh mẽ, có thể họ nhiếp phục được cái loài thấp hơn mình. Và một điều nữa là khi cái phước báo của người đó đã có rồi đó, thì họ sống trong cõi nào, trong cõi nào thì họ cũng được hưởng cái phước hơn cái cấp độ của cõi đó. Giống như bây giờ chúng ta là cõi người thôi, chúng ta nói chuyện của cõi người chúng ta thôi. Ví dụ như bây giờ chúng ta sống ở một cái vùng quê thật là xa thành thị, thường thì vùng quê cuộc sống vật chất khó khăn đủ điều, nhưng mà trong vùng quê thỉnh thoảng chúng ta lại thấy có những căn nhà lầu mọc lên, có đầy đủ phương tiện xe cộ đồ hết. Vậy là muốn nói cái gì? Tức là dù sống ở một cái môi trường thấp kém thì cái người có phước vẫn trội hơn người khác, được hưởng cái của vải cải vật chất nhiều hơn người khác. Còn ngược lại ở cái nơi thành thị nhưng mà phước chúng ta kém thì đời sống vật chất chúng ta vẫn khó khăn như thường. Hai cái điều này để chúng ta thấy. Thành ra khi chúng ta nhìn ngắm lại cái cõi đời này thì chúng ta cũng biết rằng cái người có phước và người kém phước sẽ có một cái đời sống sung sướng, đầy đủ, tiện nghi, và một đời sống chật vật khó khăn về vật chất. Trong cái cuộc sống này chúng ta gặp điều này rất là thường, đúng không? Cho nên để chúng ta thấy rằng cái nghiệp thiện nếu mà chúng ta có đầy đủ thì nói lên cái phước báo chúng ta bắt đầu tăng trưởng. Và người cái thiện nghiệp bắt đầu phát khởi, phước báo chúng ta tăng trưởng, thì chúng ta sống bất kỳ môi trường nào, bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn được có một cái đời sống tốt đẹp. Còn nếu chúng ta kém phước, dù chúng ta có muốn lên cái cõi cao hơn mình hiện tại bây giờ thì chúng ta vẫn bị chật vật. Mà hồi trước thì chúng ta có đọc một vài mỗi chuyện về những vị ở cõi trời, không? Vị cõi trời thì khi mà làm phước để được sanh thiên á, mà chúng ta sanh về ở cái phần trung tâm ở cõi trời thì được hưởng vật chất nó khác. Còn phần mà ngoại vi của cõi trời, ở cái vùng biên địa của cõi trời thì cái phước báo nó lại cũng khác đi. Cho nên là ở trong bất kỳ một cái hoàn cảnh nào, một người có phước vẫn có một cái đời sống rất là thuận lợi hơn. Rồi quý vị thấy ví dụ như một cái vùng quê mà người ta phương tiện vật chất khó khăn, bỗng nhiên có một cái gia đình có đầy đủ vật chất thì giờ họ muốn đi nghe pháp, muốn đi tu tập, họ có đầy đủ điều kiện hơn những người xung quanh liền. Họ muốn cái gì ở cái mặt trần gian về mặt vật chất thì họ gần như được thuận lợi hơn một người là kém phước. Điều đó chúng ta mới suy diễn thêm một đoạn nữa, tức là sau khi chúng ta chết. Thế chỉ là trong đời sống này nếu chúng ta làm phước thiện nhiều thì chắc chắn rằng sau khi chết chúng ta cũng sẽ, nếu chúng ta không được tái sanh lên những cõi cao hơn là về cõi Phật hoặc về cõi trời mà ở trong cõi âm thôi, thì một người có phước vẫn hưởng được cái gì đó tốt đẹp hơn là người kém phước, tốt đẹp hơn rất là nhiều. Mà điều này chúng ta đã nói rất là nhiều lần, tức là trong cõi người chúng ta thì có sự lẫn lộn về phước báo. Ví dụ như bây giờ ngồi tại đây thì có những người cái cuộc sống kinh tế rất là sung mãn, có những người cái đời sống kinh tế rất là khó khăn, nhưng chúng ta có thể ăn chung được, chúng ta ngồi chung một bàn để ăn cơm được, chúng ta ngồi chung môi trường để chúng ta học đạo được. Nhưng khác cõi người thì điều này không thể xảy ra. Khác cõi người điều đó không thể xảy ra. Tức là chỉ rời khỏi cái thân xác, rời khỏi cõi người này thôi, thì bắt đầu cái phước của chúng ta tự động chúng ta bị cuốn vào trong một cái cảnh giới tương ưng với phước báo chúng ta, chứ chúng ta không thể
hưởng cái gì khác cái phước báo mình được. Do đó mà có những cái cảnh giới mà tương ưng cái phước báo của mình bị hút vào trong đó. Cái điều này đạo Phật gọi là nghiệp, nghiệp sanh tử của mình. Mình không thể nào ở một cái cảnh giới cao hơn một tí xíu so với nghiệp chúng ta. Thì do vậy là cái sinh hoạt của mình tương ưng với phước báo của mình ở cái đẳng cấp nghiệp thức ngang tầm đó, chúng ta không thể lên được dù chúng ta ở cảnh giới âm. Nếu mà phước báo chúng ta lớn thì chúng ta tự động tương ưng với một cái cảnh giới có một cái phước báo cao hơn một tí. Thì hai người bạn chúng ta tu cùng một chùa, đã từng tu tập Phật thất như thế này, chúng ta đã từng ngồi thiền, từng tụng kinh giống như nhau hết, nhưng mà hai người có một chút dụng công khác nhau khiến cho phước báo khác nhau, thì khi nhắm mắt rồi hai người này cũng không gặp nhau được. Chúng ta rời khỏi cõi người này là không chắc gì chúng ta có thể gặp nhau được. Mặc dù mỗi kỳ thi Phật thất, mỗi kỳ tu Phật thất này chúng ta mỗi có mặt cùng với nhau, phải không? Sinh hoạt cùng với nhau, ngồi gần với nhau, thậm chí ăn chung, ngủ chung với nhau, vân vân, tất cả mọi sinh hoạt đều đồng nhau hết. Nhưng mà trong đó hai người dụng công xê xích chút xíu thôi. Xê xích chút xíu thôi thì khi bỏ thân xác này là hai người ở hai đẳng cấp khác nhau. Và hai đẳng cấp đó là hai cảnh giới khác nhau, do đó chúng ta không thể gặp nhau được. Hai tầng sống dao động không đồng nhau. Giống như bây giờ là cái dao động của cái sóng âm của cái đài phát thanh thành phố và dao động sóng âm đài phát thanh Đồng Nai. Vậy là chúng ta rà bắt được đài thành phố thì cái sóng âm thành phố phát, rà bắt đài Đồng Nai thì sóng âm Đồng Nai phát. Chứ hai cái đó nó không có trùng nhau được, hai đài không thể trùng nhau được. Thì hai đẳng cấp tâm linh sau khi rời bỏ thân xác này cũng tương đồng như thế. Do vậy mà chúng ta thấy cái thiện nghiệp và ác nghiệp ở cõi chúng ta thì gọi là cái cõi ngũ thú tạp cư, có thể lẫn lộn. Chúng ta có thể sinh hoạt chung đụng với nhau dù là đẳng cấp tâm linh hai người rất khác biệt nhau. Như ngồi ở trong đạo tràng này có rất là nhiều đẳng cấp tâm linh khác biệt nhau, tức là mỗi một người có một đẳng cấp tâm linh rất khác nhau tại đây. Có một người cái phước báo và trí tuệ rất là khác nhau tại đây chứ không thể đồng được. Mặc dù chúng ta nghe một thời pháp nhưng mỗi người có một cái sự nhận định khác nhau, và sau đó mỗi người có một cái sự tu tập khác nhau, rất khác biệt nhau, không đồng. Do cái không đồng đó mà sanh tử chúng ta sắp tới nó cũng không đồng nhau. Chúng ta đừng nghĩ là khi chúng ta ngồi đây chúng ta làm chuyện giống giống nhau hết rồi khi chúng ta chết chúng ta được gặp nhau ở cõi nào đó, không có đâu. Khi chúng ta chết rất khó gặp người quen, chỉ trừ trường hợp hai người đó đẳng cấp tâm linh phước báo ngang nhau thì mới có thể gặp nhau được. Đây là điều mà chúng ta phải biết thêm về cái chuyện sanh tử đó. Cho nên là ở đây Đức Phật nói là do tất cả những cái thiện nghiệp mà người đó có uy thế, có oai thế lớn và mạnh mẽ. Thì điều này để chúng ta thấy rằng muốn có một cái oai thế lớn thì chắc chắn là chúng ta phải tu thiện nghiệp. Chắc chắn là chúng ta phải tu thiện nghiệp. Ở đây Đức Phật nói tiếp là những cái chúng sanh ở trong biển cả thì rất là nhiều cái hình sắc. Nào là cá, tôm, cua, còng, vân vân. Thì những cái loại đó là những cái loại bò ngang, những cái loại búng ngược, những cái loại đi không có thẳng theo cái ý của mình. Ví dụ như con tôm, quý vị thấy có thể đi tới trước hay là búng ngang. Nó đi nó không đi theo cái đầu của nó búng một cái thì sang đây, búng một cái sang bên kia. Con cua thì bò ngang, những con cá thì đi tới, vân vân. Thì tất cả các loại trong biển cả cũng như trong sông á, thì cái hình sắc khiến chúng ta thấy có cái hình sắc nào mà đẹp, dễ ngắm, dễ nhìn không? Thấy rõ ràng là không có, phải không? Chúng ta không thể tìm ra được những cái loại hình sắc đẹp. Cho nên Đức Phật nói ở đây là cái hình sắc lớn nhỏ như là tôm, cua, rồi những con ốc hến, vân vân, những cái loài có trong biển cả này là do cái nghiệp bất thiện gây ra. Cái nghiệp bất thiện gây ra. Bây giờ Đức Phật so sánh hai cái cấp bậc khác nhau rõ ràng. Hai người làm thiện và làm ác khác nhau rõ ràng. Trong loài người chúng ta cũng vậy. Khi mà chúng ta nhìn thấy một người mà có nhiều ác nghiệp thì sao? Trên gương mặt của họ hiện nhiều sát khí. Nhưng nhìn sát khí chúng ta dùng từ chúng ta hay nói với nhau là giỡn mặt thấy hắc ám. Giỡn mặt thấy hắc ám. Tức là cái người ác, cái nghiệp ác hiện ra rõ lắm. Khi chúng ta tu tập nhiều chúng ta sẽ nhận ra được những người chung quanh chúng ta là họ đang, cái tâm họ đang trong chiều thiện hoặc là tâm họ đang trong chiều ác, chúng ta nhận ra rất rõ ràng, không có giấu với nhau được đâu. Chỉ trừ trường hợp là mình không tu thì mình không có cặp mắt nhìn điều đó. Chứ chúng ta có dụng công tí thôi thì mỗi ngày cái diện mạo của một cái người bạn thân của mình bên cạnh sẽ mỗi thay đổi theo cái tâm trong đêm đó. Chúng tôi nói trong đêm thôi chứ không cần là dài đâu.
Ví dụ như trong đêm nay mà người này dụng công tốt ha, thì chỉ cần là tới sáng diện mạo khác liền. Nhưng mà đêm nay lỡ người này mà trong thời tọa thiền tụng kinh mà có những cái ý niệm xấu ác xảy ra thì sáng hôm sau diện mạo cũng đã khác rồi. Chúng ta chưa nói là dài lâu. Đó, cho nên là nếu mà chúng ta có kinh nghiệm một tí thì trên cái ánh mắt, trên cử chỉ, trên hành động và trên sắc diện của người đó đều thay đổi. Và thậm chí là họ thay đổi theo từng ý niệm trong từng phút giây đối diện với mình nữa. Thông tin thì chúng ta cứ nói chuyện với nhau, thử với nhau rồi biết không. Đang nói chuyện vui vẻ, cái chúng ta nói một câu sốc rồi mặt quạo lên liền, thay đổi sắc diện liền. Thật ra là chúng ta thấy là cái đó là cái thô để thay đổi sắc diện bên ngoài, nhưng mà cái tế tàn ẩn bên trong nó cũng thay đổi sắc diện. Nếu mà chúng ta khéo thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái sắc diện người đó thay đổi một cách rất là tinh tế trên cái diện mạo của họ. Thì điều đó nó muốn nói lên cái sắc màu của tâm của người đó. Cái tâm của người đó thay đổi theo chiều tốt thì tự động cái sắc diện họ nó khác liền trong khi đối diện với mình. Nên có nhiều khi mình ngồi đối diện nói chuyện với một người nào đó trong một khoảng thời gian ngắn thôi á, thì mặt họ thay đổi rất là nhiều màu sắc. Rất là nhiều màu sắc. Tại vì lúc mà họ tươi vui thì khác, lúc họ buồn thì khác, lúc họ đang nói chuyện với mình mà họ có ý đồ xấu thì nó khác, mà đang nói chuyện với mình họ có cái ý đồ tốt thì nó khác, gần như là thay đổi liên tục. Và nếu chúng ta khéo tu chúng ta sẽ nhận ra rất là rõ những chuyện này. Thì đó là những cái nhân để cho người ta phải chiêu cảm những cái quả báo về sau. Tức là tất cả những cái ý niệm, những cái tâm niệm có ra nơi lòng chúng ta theo chiều tốt, theo chiều xấu, nó sẽ kết thành cái quả tốt, quả xấu để chúng ta có thể mang cái thân tốt, mang thân xấu ở đời sau. Do vậy mà ở đây Đức Phật nói là tất cả những người có hình sắc không được tốt đẹp lắm thì do cái ác nghiệp ở nhiều đời nhiều kiếp mà đời này phải thọ cái quả báo. Nên nếu mà là ở trong chúng hội của chúng ta người nào có sắc diện không tốt thì chúng ta nên biết rằng mình đã có tạo những cái quả báo không được lành trong những đời kiếp trước rồi. Thì đời này chúng ta phải cố gắng tạo được cái thiện nghiệp cho chính mình, cố gắng tu tập cho thật sự tốt đẹp lên để chúng ta thay đổi được cái diện mạo của chúng ta, thay đổi được cái phước báo của chúng ta để cái đời này khi kết thúc rồi thì chúng ta sẽ thăng hoa hơn, để chúng ta thọ nhận được cái điều thứ nhất, điều mà thấp nhất là cái thân chúng ta phải tốt đẹp trang nghiêm hơn đời này. Cái thứ hai là cái phước báo chúng ta cũng phải hơn đời này nữa. Nếu chúng ta không có duyên lành được sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, không có duyên lành được sanh về cõi trời, nếu mà chúng ta trở lại làm cõi người thì chắc chắn là chúng ta phải được thăng tiến hơn đời này. Đó, cho nên chúng ta thấy rằng nếu chúng ta được sung sướng, được bị cực khổ, được giàu có hoặc là bị nghèo khó vân vân thì tất cả đều do cái thiện nghiệp và cái ác nghiệp của mình gây ra. Thì do Đức Phật đã giảng dạy cho chúng ta thấy rõ ràng là cái thiện cái ác đó, cho nên Đức Phật mới khuyên là chúng ta phải như thế mà tu học và khiến cho cái nghiệp lành là nương nơi chánh kiến bất động, chớ đọa vào trong tà kiến đoạn thường. Rồi đối với các bậc phước điền thì nên vui vẻ để cung kính cúng dường, các ngươi cũng được trời người trân trọng và cung kính cúng dường. Tức là ở đây Đức Phật kết thúc một đoạn, Đức Phật dạy Long Vương, tức là ngươi phải hiểu như thế để mà tu học thì bao nhiêu cái thiện thì sẽ có cái kết quả đẹp đẽ và phước đức được thăng tiến, còn bao nhiêu cái nghiệp ác của mình thì sẽ mang cái tướng dạng xấu xa và đời sống khó khăn vân vân. Thì cái nghiệp thiện và nghiệp ác đều là cái quả báo mà do chúng ta đã tạo trong nhiều đời nhiều kiếp, để giờ này chúng ta phải hưởng cái thành quả mà nghiệp thiện nghiệp ác chúng ta phải tạo ra. Thì đây là cái điều mà Đức Phật dạy Long Vương phải như thế mà tu học, phải hiểu rõ ràng. Để chúng ta làm thiện thì chắc chắn là chúng ta sẽ có đời sống an vui, làm ác thì chắc chắn là chúng ta sẽ có đời sống bất an. Đó là cái phần thứ nhất. Thứ hai là phải thấu hiểu cái nhân quả để tu tập nghiệp lành. Thì trong tất cả những cái điều Đức Phật dạy ở trong kinh điển thì Đức Phật không bao giờ mà không nhắc tới nhân quả. Và tất cả những người học Phật chúng ta cũng vậy, cũng phải hiểu thấu nhân quả để mà tu hành. Một người nào mà không hiểu nổi nhân quả thì người đó khó trở thành người tốt ở ngay trong đời này. Không thể thành người tốt trong đời này chứ chưa nói là cái chuyện khác, phải không? Bây giờ ví dụ như chúng ta trong lòng chúng ta không chấp nhận có nhân quả
thì nó có hai điều. Điều thứ nhất á, là chúng ta đã lỡ tạo cái nghiệp xấu rồi, bây giờ mình không có, không muốn quả báo phải tới với mình, cho nên mình không có chấp nhận, mình chối bỏ nhân quả. Tại vì nếu mà tạo nhân sẽ có kết quả thì chắc chắn là mình sẽ bị chuyện xấu sắp tới, cho nên mình gán cưỡng lại, mình cho rằng đời này không có nhân quả, mình gán khuất lấp theo ý của mình. Nhưng mà nhân quả thì chắc chắn là có rồi, nhưng mà do chúng ta không chấp nhận thôi. Bởi vì là thứ nhất là chúng ta chuẩn bị có cái mưu đồ xấu, chúng ta chuẩn bị làm điều gì đó, thì mình nghĩ là mình làm chuyện đó để mình được cái gì đó rồi thôi, kết thúc đi, đừng có cái kết quả gì ở bên sau nữa hết. Hoặc là chúng ta đã lỡ tạo một điều xấu gì rồi, cho nên là chúng ta cũng mong muốn rằng cái nhân quả xấu nó đừng có tới với mình, thì cái người đó là người không chấp nhận nhân quả. Còn tất cả những người mà hiểu được nhân quả rồi á, thì họ sẽ thấy rằng mình làm việc tốt, làm việc xấu sẽ có kết quả của nó. Cho nên ít nhiều gì chúng ta cũng phải sợ, phải không? Sợ cái nhân xấu để chúng ta không gặt hái những cái quả xấu. Thì người đó sẽ không bao giờ làm xấu giữa trần gian này, không bao giờ nói xấu, không bao giờ nghĩ xấu. Còn nếu một người không chấp nhận nhân quả thì họ sẵn sàng làm điều xấu, bởi vì họ làm rồi thì mọi chuyện nó xong rồi, không có kết quả ở bên sau nữa. Cho nên người đó không bao giờ trở thành một người tốt ở xã hội này được. Do vậy mà muốn xây dựng một cái xã hội tốt đẹp, muốn xây dựng một cái đời sống của một cái xã hội được thăng tiến tốt, thì nên xây dựng ở cái nhân quả. Bởi vì nếu mà hiểu được nhân quả rồi thì mọi người đều tự làm cho mình tốt lên. Còn không hiểu được nhân quả rồi, họ làm không cần phải suy tính, không cần phải suy tính. Họ thích đâu họ làm đó, họ muốn cái gì họ làm theo ý của mình, chứ họ không bao giờ có cái suy nghĩ lại. Còn những người mà hiểu biết nhân quả rồi thì mỗi mỗi công việc đều phải nghĩ tới cái hậu quả của nó, thì họ ít có khi nào mà làm xấu, ít khi nào nghĩ xấu. Thì con người sẽ từ từ tốt lên. Và lý nhân quả cũng nói lên được một cái điều hết sức nhân bản với đời sống này. Tức là con người tự làm ra cái việc tốt, việc xấu cho chính mình, để con người đó tự gặt hái cái hậu quả tốt, hậu quả xấu cho chính mình, chứ không do ai mang tới cho mình nữa. Không phải là một bậc thần linh nào, không phải là một đấng tối cao nào, không phải là một vị tạo hóa nào mà làm cho đời sống chúng ta thành tốt, thành xấu được. Đây là điều mà để thấy rằng cái tính nhân bản hết sức cao của Đạo Phật. Nếu như một người Phật tử mà hiểu biết thật chắc chắn về nhân quả mình rồi, thì người đó sẽ có một đời sống hết sức độc lập, mà không bị nương tựa, không bị các vị thần linh, không có bị những cái tà thần lôi cuốn mình. Có nhiều khi cái Phật tử chúng ta có những cái mong cầu hơi vượt tầm phước báo của mình. Mình nghĩ rằng mình làm cái này nó sẽ có cái phước báo dữ dội hơn, thay vì bây giờ mình tu nó tu thiền, hoặc là tu tịnh độ, hoặc là chúng ta tu một pháp nào đó, thì chúng ta tiêu trừ lần lần cái nghiệp báo của mình, thì phước báo chúng ta tăng tiến lần lần. Tự nhiên cái mình thấy làm vậy chậm quá, mình phải làm cái gì đó. Chỉ cần mình làm cái gì đó trong một cái thoáng chốc thôi, là mình sẽ được thần linh phù hộ mình, mình sẽ được ai đó phù hộ mình, để cái phước báo mình được tăng vọt hơn so với người khác, mình sẽ đi nhanh hơn, mình sẽ có kết quả nhanh hơn, vân vân. Thì đó là cái tham vọng. Đó là tham vọng mà chúng ta thấy là có rất là nhiều cái pháp môn tu tập kích động được cái tham vọng này của Phật tử, khiến một số Phật tử chúng ta sẽ tu theo, bị chạy theo. Bởi vì chúng ta cứ tưởng tượng rằng chúng ta sẽ làm cái đó, chúng ta sẽ có cái phước báo gấp 10, gấp trăm lần cái người tu bình thường, bạn bè xung quanh mình. Ngồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật không có nhiều phước hết, là phải tu theo tôi nữa mới phước nhiều. Hoặc là ngồi tọa thiền thì mình loại trừ từng ý niệm tốt nơi tâm của mình á, thì nó không có nhiều phước hết á. Phải là phải làm thêm cái gì đó, phải có một cái gì đó nó có tính quyền bí một chút á, thì mới có phước báo nhiều. Thì sẽ cuốn hút được một số người Phật tử mà có cái tham tâm đi theo. Chứ còn nếu mà chúng ta hiểu được nhân quả nghiệp báo, thì rõ ràng là mình làm cái nhân nào sẽ có cái quả đó. Mình làm được một chút phước thiện thì mình sẽ có một chút quả báo thiện. Nhưng mình làm nhiều phước thiện thì mình sẽ có nhiều quả báo thiện, nhưng mà mình không có chịu tin ở ngang đây, không chịu tin ở ngang chừng đó. Thì ra mới có những cái người mà tu tập Phật Pháp một thời gian đi lệch lạc bởi cái tham vọng của mình. Cho nên khi mà chúng ta thấu hiểu được nhân quả rồi, thì chúng ta mới thấy rằng cái việc tu tập chúng ta muốn thành tốt, muốn thành xấu là do mình. Chúng ta khẳng định ngay đời sống này, chúng ta sẽ đứng từ cái vị trí phàm phu bắt đầu tu tập.
Và nếu chứng quả thánh hiền thì chúng ta dần dần chúng ta sẽ học đạo thánh hiền, và chúng ta sẽ tu đúng với những cái điều mà Đức Phật đã chỉ dạy trong kinh điển, để rồi từng bước một chúng ta đi trong dòng chánh pháp của Đức Phật không bị sai lệch. Còn nếu một người nào mà không tin và không hiểu nổi nhân quả thì đời sống chúng ta sẽ có cái gì đó nó bấp bênh, khiến chúng ta dễ bị lệch đường tà. Cho nên cái người học Phật của chúng ta phải cố gắng thấu hiểu được nhân quả nghiệp báo. Chúng ta tạo nhân thì dứt khoát sẽ có kết quả, quả báo của nó sẽ mang theo cái hình bóng, mang theo cái nhân tố mà chúng ta đã tạo, chứ không có bất kỳ việc gì ở trần gian này xảy ra mà không có nhân quả cả. Có đôi lúc là học nhân quả chúng ta chưa có thấu hiểu cùng tột của nó, rồi chúng ta không tin. Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy rõ ràng bên cạnh chúng ta có một người là từ hồi mình biết họ tới giờ này là họ chuyên làm ác, không? Không có lúc nào tôi thấy họ làm thiện hết, nhưng mà bây giờ họ vẫn sống sung sướng, ăn no mặc đẹp, nhà lầu xe hơi đủ điều. Còn mình nữa, từ nhỏ lớn mình chưa dám làm mất lòng một con kiến nữa mà mình vẫn sống nhất giả hoài, thì vậy là nhân quả ở đâu? Nhân quả ở đâu? Ra khi mà học hiểu nhân quả, chúng ta phải có những cái suy tư, gọi là chúng ta phải phản biện, chúng ta coi nhân quả nó có thực trong đời sống này hay không. Tại sao bây giờ mình cứ đi theo, mình ủng hộ, mình lo lắng một người nào đó mà họ vẫn có một thái độ cư xử không tốt với mình. Đôi khi cái người kia là có cư xử không tốt mà họ còn khuấy phá người đó nữa mà người đó vẫn thương. Và nhất là trong gia đình thôi, trong gia đình thôi. Cha mẹ sinh ra thì nói là cha mẹ thương con đều, nhưng mà đều không? Chắc chắn là không đều rồi. Chúng ta nhìn ngắm kỹ là nói nấm ruột sinh ra thôi mà cái người anh thì được thương nhiều mà người em thì được thương ít, hoặc là đứa con trai út thì được cưng chiều, đứa con trai lớn thì được bị rầy la nhiều. Thì nếu mà chúng ta ở trong cái trường hợp mà chúng ta bị cha mẹ không thương được, không lo lắng được, thì chúng ta suy nghĩ làm sao về nhân quả này? Chúng ta suy nghĩ làm sao? Có nhân quả không? Chắc chắn là phải có. Chúng ta phải suy nghĩ một cách hết sức đơn giản là chắc chắn là sẽ có. Tại vì sao vậy? Bây giờ chúng ta nhìn trong đời thường này thôi nha. Hai người bạn mà thân nhau là do cái gì? Tự nhiên gặp nhau thân liền không? Không được. Tức là người đó phải tới lui, gặp gỡ, rồi chia sẻ, rồi tâm sự. Người này hiểu người kia một chút, người kia hiểu người nọ một chút, mới có thông cảm, mới trở thành bạn thân, đúng không? Thì mới thương nhau được. Thì chúng ta mới nhìn về sanh tử cũng vậy. Tức là cha mẹ mình mà thương đứa con nào nhiều, thương người anh mình hay là thương đứa em mình nhiều, là lý do đó. Lý do là hai người này đã từng gặp nhau trong sanh tử nhiều đời rồi, đã gặp nhau nhiều, hai người này đã có nợ nần với nhau nhiều quá rồi. Còn mình thì mình mới tới cái gia đình này lần đầu thôi, cho tình cảm từ anh em thấy nó lợt lạc lắm. Giống như bây giờ quý vị thấy không, quý vị đã từng đi chùa ở đây nhiều lần, đã từng gặp sư trụ trì, thì cái tình cảm thầy trò nó thân thiện, phải không? Hết sức là thân thiện. Nhưng mà có một người Phật tử ở đâu mới tới chùa này thân với thầy trụ trì nổi không? Không thân được. Lý do là người này mới tới. Thì cũng vậy, chúng ta mới có gặp cái gia đình này thôi, mới gặp cha mẹ mình một đời thôi. Còn ông anh mình hoặc là em mình gì đó đã từng gặp cha mẹ mình nhiều đời rồi, cho nên cái mức độ khăng khít, cái mức độ thân thiện nó phải nhiều hơn mình. Chúng ta đừng có buồn, bởi vì nhân quả mà. Cái gì nó cũng có nhân quả đó. Thì như vậy đó, chúng ta phải chiêm nghiệm trong cái đời sống này để chúng ta nhận ra được tất cả mọi cái quan hệ qua lại với chúng ta trong đời này, đời trước đều có nhân quả cả. Có những người thực sự gặp nhau một cái rồi là 1000 năm nữa không có gặp nhau vẫn không quên được. Có những người hết sức là muốn thân thiện với mình, lui tới với mình, quan hệ mình điều này điều kia đủ thứ, chứ mình thân không được, thân không được. Có không? Có nhiều. Đó thì vậy là tại sao hai người này gặp nhau một lần mà họ có thể sống chết với nhau được? Là lý do là mấy người này đã có một cái gì nợ nần với nhau trong đời kiếp trước rồi. Thì đời này chỉ lo kiếm nhau mà trả. Dù là có từ chối họ cũng kiếm mình họ trả. Nhưng mà bây giờ lỡ có một người nhân quả mới vừa gặp nhau, người nhau là muốn thân nhau cũng khó lắm. Phải bao nhiêu lần nữa, bao nhiêu đời nữa mới có thể thân thiện nhau được. Vì vậy mà mình đã
đã có mặt trong một cái gia đình mà chúng ta phải chịu những cái điều mà nó không được tốt đẹp, thì chắc chắn là chúng ta đã đến với gia đình này vì nợ nần, vì chúng ta đã thiếu nhiều quá rồi. Bây giờ chúng ta tới, chúng ta làm trâu làm bò để chúng ta trả, không? Chúng ta phải chấp nhận, phải trả cho hết cái nhân quả đó. Và muốn hết nhân quả cho nhanh đó, thì chúng ta phải vui vẻ. Vui vẻ, tại vì hồi trước mình nói là trả nợ mà không có vui thì trả không hết. Cho nên là nếu chúng ta ở trong một hoàn cảnh thật sự khó khăn trong cái sinh hoạt gia đình, thì chúng ta phải tinh tấn hơn nữa. Ví dụ như bây giờ một ngày chúng ta tạo ra được 10.000 để phụng sự cho gia đình mình, thì bây giờ một ngày phải tạo thêm 15-20.000, tức là cái thành quả làm việc để cung cấp cho gia đình này phải tăng lên cao hơn. Đặng chi? Đặng cho nợ mau hết. Chúng ta trả chậm thì nợ hết chậm thôi. Như vậy mà trong nhân quả qua lại, nếu mà chúng ta có một cái chút nhìn, có một chút quán xét, thì cái đời sống chúng ta nó sẽ bớt đi những cái phiền hà. Thay vì mình bị cực khổ, mình bị khó khăn, mình mất tình cảm, không được cái tình cảm gia đình thân thiện lắm, mình ngồi đó mình buồn tủi, thì nó sẽ tạo nghiệp xấu tiếp. Bây giờ nếu chúng ta rớt vào cái trường hợp đó thì chúng ta phải vui vẻ lên, phải không? Tại vì rõ ràng là nhân quả. Bây giờ phải quyết tâm phải trả xong cái món nợ này, là chúng ta phải làm gì đó tốt hơn bây giờ. Chúng ta sẽ phụng sự mọi người nhiều hơn bây giờ, chúng ta sẽ thương yêu những người này nhiều hơn bây giờ, thì cái kết quả nó sẽ tới chúng ta nhanh hơn, chúng ta mau hết nợ hơn. Thì chúng ta để ý đi, ví dụ như hai vợ chồng mà đã biết đạo lý rồi, ông chồng muốn đi tu bị bà vợ cản trở, hoặc là bà vợ muốn đi tu bị ông chồng cản trở, là lý do là sao? Vì còn thiếu nợ. Còn thiếu nợ, đơn giản là còn thiếu nợ thôi, cho nên đi không được. Giống như mình bây giờ ở đây có những bà cụ mà muốn đi chùa, cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà bị con cái cản trở, bị chồng cản trở, hoặc là những ông chồng mà đi chùa bị bà vợ hoặc con cái cản trở, là lý do là chúng ta vẫn còn nợ với nhau, chúng ta không đi được, không đi được. Thì bây giờ quyết lòng muốn mà thuận lợi trong cái việc đi chùa của mình, là mình phải trả nợ gấp gấp đi. Một thời gian ngắn là chúng ta sẽ đi thuận lợi, tức là chúng ta sẽ làm tốt hơn, chúng ta sẽ phụng sự, chúng ta sẽ lo lắng nhiều hơn. Thì mai kia là chúng ta có quên đi chùa, người ta cũng nhắc mình đi. Nhưng bây giờ thì mình muốn đi bị lôi kéo, tại vì nợ không hết, không hết, mình đi bị còn nhiều chuyện cản trở. Thì khi nào mà chúng ta muốn làm một cái điều thiện mà bị cản trở, chúng ta biết rằng cái nhân quả xấu đời trước của mình, cũng thứ nhất là mình cản trở người ta, thứ hai là mình nợ nần quá, người ta sợ mình bỏ trốn, cho nên người ta phải giữ mình. Còn mà khi mình hết nợ rồi, mình đi đâu mình đi không ai giữ mình hết, không ai giữ. Đó là điều mà chúng ta phải biết. Cho nên là dù có hy sinh cái thân mạng cũng gắng trả nợ cho lẹ lẹ dùng. Chứ đừng có khi mà thấy chúng ta bị gặp khó trong đời này, chúng ta buồn tủi là một điều không nên. Còn nên gì? Nếu mà chúng ta buồn, chúng ta hận khi cuộc đời mang tới những cái điều xấu ác với mình ấy, thì chứng tỏ rằng mình không hiểu nhân quả trước cái rồi. Và chính cái phiền hận này nó sẽ dây dưa nhân quả lâu hơn, không dứt khoát được. Chúng ta nên hiểu điều này. Muốn dứt khoát cái khổ đau này, muốn dứt khoát cái phiền lụy mà chúng ta đang gặp trong đời này, thì chúng ta nên có một thái độ ngược lại, chứ không có chống chọi. Chúng ta phải thuận theo chiều, và chúng ta phải hết sức, hết lực của mình mà trả cho nhanh lên, thì nhân quả mới thoát được. Còn nếu không, chúng ta cứ dây dưa đời này qua kiếp nọ, mình vừa trả nợ người ta về tiền thì mình chửi người ta ăn câu thì mắc qua đời sau mắc cái nợ chửi này nữa, chứ đâu có thoát được. Hoặc là bây giờ mình không chửi ra thành lời mà trong lòng mình rất là phiền, sống ăn ở không muốn làm gì hết, bắt người ta phải phụng sự, bắt người ta phải phục dịch này nọ kia, trong lòng mình bị cái phiền đó, thì đời sau chúng ta nhận được đồng, chúng ta mới chửi 3-4 câu chúng ta mới xài được. Thì nó rất là phiền. Cho nên là lỡ mà chúng ta phải ở trong những cái hoàn cảnh thực sự nó không thuận lợi trong đời sống này, thì chúng ta phải tìm một cái lối thoát bằng cách là chúng ta phải, cái này ở trong bản luận của Ngài Bồ Đề Đạt Ma, sáu cửa và động thiếu thất, Ngài có một cái điều là phải cái hạnh gọi là hạnh báo quán. Hạnh báo quán thì mình mới nghe cái báo quán hạnh, mình cứ nghĩ rằng là mình phải trả cái quán đó, nhưng mà thật sự Ngài trả cái kiểu này, tức là Ngài ở trong thiếu thất luật môn thì cũng nói tới cái điều là khi chúng ta gặp một cái hoàn cảnh nghịch á, tức là người ta giống như người ta tới
đòi mạng mình thì mới mang cái mạng mình ra mình đà trả người ta cho người khác thì mới hết được cái nhân quả, gọi là báo oán hạnh. Chứ không phải là người ta đòi mạng mình thì mình giết lại người ta mới gọi là báo oán, không phải như vậy. Hồi đầu mình nghe cái tựa báo oán hạnh mình thấy nó có một cái gì hơi khó chịu, nhưng mà khi đọc vào nội dung thì mình thấy rõ ràng là chư tổ dạy chúng ta rất là kỹ,